từ nguồn hỗ trợ hơn 656 tỷ đồng của Trung ương cho chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 1.234 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 247 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, với hơn 83.700 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó có gần 21.000 hộ tham gia dự án đã thoát nghèo. Giai đoạn 2016-2019, Thanh Hóa đã giảm được hơn 96.600 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo từ 13,51% năm 2016 giảm xuống còn 3,27% cuối năm 2019. Đã có một huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo nghị quyết 30A, 24 xã bãi ngang ven biển, 5 xã và 55 thôn bản khu vực miền núi thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Người nghèo và cận nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản ngày càng đầy đủ và tốt hơn. 100% khẩu cận nghèo được mua bảo hiểm y tế, 95% hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh, 90% hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin truyền thông. Toàn tỉnh có hơn 30.000 hộ nghèo xây được nhà ở kiên cố.